Thì sau 4 năm tu luyện trong cái ngành công nghệ thông tin này Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người năm cái điều mà mình thích nhất Trong cái ngành mà được coi là vua của mọi ngành này Thì chúng mình có bắt đầu nhá Cái điều đầu tiên mà mình muốn nói ở đây chính là cái sự tự do Tự do ở đây có nghĩa là bạn có thể tự do về mặt thời gian và không gian Tất cả những cái gì mà bạn cần là một chiếc laptop Bạn có thể làm việc mọi lúc và bất kỳ khi nào mà bạn muốn trong ngày. Bạn không cần phải có mặt ở công ty vào lúc 9 giờ sáng và xách đít đi về vào lúc 5 giờ chiều. Mọi thứ nó nó rất là nó rất là linh hoạt và tiết kiệm rất là nhiều thời gian. Thì những cái người ngoại đạo mà nhìn vào cái ngành IT của mình thì thấy là cái thằng này sao mà nó kiểu làm việc nó đùng đỉnh, nó nhàn hạ như vậy. Ngay cả mẹ mình nói chuyện với cả mình hàng tuần gọi là khá là hiểu những cái thứ mà mình làm sau khi mà đưa cho mẹ xem cái video uh, đầu tiên mà mình làm thì mẹ uh, mẹ mẹ rất là thắc mắc hỏi là tại sao uh, cái thằng này uh, sáng thì ấn ha ấn hẹo uh, chiều thì đi ra công viên nhìn trời nhìn đất rồi tối lên về đi chăm chó chăm mèo chả thấy mày làm cái gì cả không thì là như thế nhưng mà thực ra thì nó lại không phải là như thế là mình vẫn cần phải nộp mà công việc của mình đúng deadline và đảm bảo chất lượng đầu ra của sản phẩm à, đến với ý thứ hai nó là một cái điều mình thích thực ra cái điều này thì ai cũng thích đó chính là thu nhập rất là cao cũng như là các sĩ tử bị báo đài lùa gà rất là nhiều Và là cái ngành công nghệ thông tin này là ra trường có việc luôn rồi lương nghìn đô và hồi đấy thì đúng là mình cũng bị lùa như vậy Khi cảm giác cũng bị hơi một chút dối trá Nhưng mà mình cũng phải cần confirm với mọi người Cái điều này là đúng ba cái kỳ thực tập của mình ở cả Mỹ và Việt Nam Thì mình đều được offer những cái mức lương phải nói là cực kỳ hấp dẫn Một cái mùa hè 3 tháng thực tập mà Vừa cho bạn những cái kinh nghiệm làm việc thực tế Lại vừa trả lương cho các bạn Mà cái mức lương này nó có thể bằng một cái người uh, làm văn phòng bình thường làm cả năm Thực sự thì cái chuyện mà không cần phải lo nghĩ nhiều về cái chuyện cơm áo gạo tiền nó giúp mình kiểu tập trung được vào cái chuyên môn của mình nhiều hơn ấy. Thay vì phải làm những công việc part-time để mà trang trải cái cuộc sống sinh viên của mình thì mình lại dùng cái thời gian đấy để mình tập trung vào mình nâng cao cái kiến thức, nâng cao cái tay nghề lập trình của mình hoặc là mình có thể làm những cái side hustle như là như là như là như là làm cái vlog này chẳng hạn nhìn chung thì uh, lập trình viên cũng như là bao cái công việc uh, làm công ăn lương khác tuy là nó không thể giúp mình giàu nhưng mà nó khiến cuộc sống của mình trở nên uh, hạnh phúc và sung túc hơn điều thứ ba à, chính là cái sự thú vị trong cái ngành này nhỏ thì mình có xem những cái bộ phim mà cái nhìn cái hội dân it nhìn nó rất là lập dị suốt ngày ngồi cào phím nói chung là cái thời đấy nói chung là hồi đấy trong cái tư tưởng của mình thì nhìn nó rất là buồn và khô khan nhưng mà đến cái lúc mà mình bước chân vào cái ngành này thì thực ra nó hoàn toàn là ngược lại với cái suy nghĩ của mình nghĩa là nếu mà bạn là người đam mê về công nghệ về lập trình thì những cái công việc mà bạn làm nó thực sự à, rất là thú vị thực ra làm việc gì nó có đam mê thì nó cũng đều thú vị hết cả thôi về cơ bản thì cái mục đích mà tạo ra một cái phần mềm nó để à, giải quyết một cái vấn đề nào đấy ở trong cái cuộc sống này cũng có thể coi à, nó như là một cái bài toán lớn cần phải giải quyết ấy. thì cách giải quyết là mình sẽ chia nhỏ những cái bài toán này ra thành từng phần và à, lập trình viên sẽ có nhiều lập trình viên sẽ cùng nhau vào để giải quyết những cái bài toán nhỏ đấy gộp lại thành những thành một cái thành một cái sản phẩm tương tự như vậy thì cái việc lập trình này nó khá là giống như là cái việc à, giải lego hoặc là xếp hình ấy bạn có thể à, bạn bạn có thể ngồi hàng giờ liền à, lắp ráp à, mầy mò mà không cảm thấy chán đúng không? Tuy là lắp xong nó cũng hơi mệt, nó cũng hơi thối một tí Nhưng mà nhìn chung là nhìn lại những cái thành quả mà mình nhận được à, Nhìn lại những cái thành quả mà mình đã tạo ra Thì mình cảm thấy nó có một cái sự phấn khích nhất định Nó không chỉ là thú vị trong cái chuyên ngành mà nó còn nằm ở thú vị trong các mối quan hệ nữa Nghĩa là bạn biết là cái ngành lập trình này Thì cái tuổi đời của nhân viên nó khá là thấp. Có nghĩa là um, khả năng cao thì là bạn ra trường bạn sẽ được làm việc với cả những cái người mà cùng cùng gọi là những người mà cùng trang lứa với cả mình rất là nhiều trong công ty hồi mình thực tập ở Việt Nam ở ở ở Bán Tích thì à, lúc đầu thì mình cũng kiểu như là không có hào hứng lắm nhưng mà từ khi là bước chân vào công ty là gặp những cái bạn bè cùng trang lứa cùng tuổi nói chuyện anh em nói chuyện rất là hợp cạ mà kiểu như là nó cùng tầng sóng ấy nó cùng những cái sở thích nói chung là à, làm việc một ngày có những ngày mà làm đến tận bảy tám giờ tối mà kiểu cảm thấy người nó vẫn luôn luôn là tràn đầy năng lượng À mà đình chính lại là sếp của mình rất là tốt, sếp của mình không bắt làm OT. Tuy là đến cuối ngày có những ngày có thể căng thẳng, mệt mỏi hoặc là đau đầu. Nhưng mà khi mà gối tay lên đầu mà nhìn lại một cái ngày vừa qua mình đã làm, mình đã tạo ra được à, những cái sản phẩm mình yêu thích, mình sống với cái niềm đam mê của mình thì mình thấy thực sự à, à, nó rất là xứng đáng à, để mà sống cái ngày hôm đó. Hiểu mình 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 vừa nói cái gì đó Ok, cái điều thứ tư cái điều này nghe nó hơi nhân văn một tí nhưng mà mình cảm giác là mình à, làm việc mà mình tạo ra được nhiều giá trị cho xã hội mình kiểu như là mình rất là impact mình kiểu kiểu đấy à, mình có thể ví dụ như thế này như là cái hồi xưa thì anh em tán gái thì cũng chỉ kiểu như là tán mấy em khối dưới hoặc là nhờ mọi người mai mối chứ kiểu như là cũng không được như là nói chung là nhìn chung là cái sự cái sự lựa chọn nó không có nhiều và cũng rất là hên xui nhưng mà bây giờ với công nghệ phát triển có những ứng dụng như là tin đờ Zalo anh em mình lên anh em mình quẹt quẹt vài đường là có như gái Hà Nội bao nhiêu em là biết hết đúng không cái giá trị mà cái app mang lại nó giúp ở uh, kết nối ở uh, cái người nông dân uh, đến uh, những cái vườn rau sạch à nhầm 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 nó nó kết nối mọi người lại với nhau không kể khoảng cách địa lý hoặc là giới tính, quốc tịch, thành phố, đại loại là lập trình phần mềm nó có thể đem lại giá trị cho hàng chục, hàng triệu hoặc là hàng tỷ người trên trái đất như là Facebook hoặc là Google đó còn hiện tại thì mình đang làm cho AWS nó là gọi là một cái dịch vụ uh, gọi là nền tảng đám mây hiểu nôm na thì kiểu hồi xưa người ta lưu dữ liệu ở trên máy tính, ở trên ổ cứng. Còn bây giờ thì xã hội phát triển hiện đại thì người ta sẽ dùng cloud nghĩa là người ta lưu những cái dữ liệu người ta trên đám mây người ta hay gọi là kiểu iCloud ở trong iPhone chẳng hạn đấy. kiểu kiểu đấy. Thì dịch vụ này hiện tại đang có hàng triệu người đang sử dụng những cái phần những cái dịch vụ khác như là Netflix hoặc là Spotify thì cũng đều đang hosting ở trên cái nền tảng này. Vì là mình đang làm những cái feature rất là nhỏ ở trong cái dịch vụ này nhưng mà mình, mình cảm giác là mình đang kiểu như là một công dân tốt và, và tạo ra những cái giá trị to lớn cho xã hội ấy, kiểu đấy ok và đây là điều thứ năm chính là chất lượng trong những mối quan hệ của bạn à, thì như mọi người biết thì đây là một nghề rất là cạnh tranh nên là những người mà đã vào được cái ngành này thì cũng đều có thể coi là tinh hoa của xã hội nhìn chung thì họ không chỉ giỏi uh, cái chuyên môn của họ mà họ còn Uh, có những cái tư duy của một người thành công mình thì trước giờ thì không học phải đọc về cái mạng gọi là tài chính nhưng mà thông qua cái việc tiếp xúc với cả họ thì uh, mình 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 có thêm nhiều kiến thức về uh, về đầu tư hoặc là về tài chính cá nhân mà thực sự là nó đã thay đổi nguyên một cái bức tranh tài chính của mình trong những năm vừa qua nhìn chung thì ngồi chung mâm với những người này thì đôi khi là cảm thấy khá là áp lực Kiểu mình chiếu dưới Nhưng mà nghĩ một cách tích cực Thì nó cũng giúp mình học hỏi được nhiều hơn à, Nâng tầm những cái kỹ năng của mình Lên một tầm cao mới Một diễn giả nổi tiếng thì đã nói rằng là à, Bạn là trung bình cộng của năm người mà bạn à, thường xuyên tiếp xúc nhất Mình thấy câu này khá là đúng nghĩa là hiểu đơn giản nghĩa là bạn chơi với cả năm người mà có những cái suy nghĩ tích cực thì khả năng cao mà bạn là người thứ sáu nhé. Yeah. Vừa rồi là chia sẻ những cái thứ hay ho của những ngành các ngành lập trình này sau 4 năm mà mình thu nhận được. À, còn bạn thì sao? Nếu bạn là cũng là một người lập trình thì bạn hãy comment phía dưới cái suy nghĩ của mình cho mình biết nhé tất nhiên là cái ngành nào nó cũng có cái cái mặt tối của nó. Và nó không hoàn toàn là màu hồng như những gì mà mình thường nói Nhưng không hoàn toàn, và nó không hoàn toàn những cái gì Nó không hoàn toàn như những cái, cái điều mà mình nói ở trên Nhưng mà thực sự ấy, thì mình vẫn rất là yêu cái ngành nghề mà mình đang theo đuổi này Mình muốn chia sẻ và lan tỏa cái vlog này đến những bạn mà à, đang phân vân Theo cái ngành, à, có nên theo ngành lập trình nhìn chung thì nó không tệ như báo đài hoặc là những cái người ngoài cuộc mà mà hay kiểu như là chê bai kiểu như là cái ngành này làm việc cực nhọc vất vả tiền lương chỉ để chữa trị với cả tự kỷ nói chung là không